Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản chính thức gửi báo chí, Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Quyết định nêu rõ, xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Trần Đức Hải. Vì thế, nghệ sĩ Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của nhà trường. Quy định có hiệu lực ngay trong ngày ký. Và trước đó, vào ngày 3 tháng 6, Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp nếu những phản ánh về nghệ sĩ ưu tú Đức Hải là đúng. Nhiều ngày qua thì dư luận vô cùng xôn xao trước dòng trạng thái và nhiều bình luận trên tài khoản Facebook cá nhân của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải với giọng điệu chua ngoa, ngôn ngữ tục tiểu, nhạy cảm được cho là công kích một cá nhân. Ngay khi dòng trạng thái này đã gây ồn ào, tài khoản Facebook cá nhân của Đức Hải bất ngờ biến mất. Và khi báo giới liên hệ, nghệ sĩ ưu tú khẳng định tài khoản Facebook của mình là bị hack, chứ anh không hề viết nội dung này. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải lại chia sẻ mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của anh. Cụ thể, Facebook của anh không bị hacker xâm chiếm, mà do cậu con nuôi nghịch dại viết lên Facebook status đó.